Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy chiếu mini. Máy chiếu mini VVTEC WiMi Plus. Ở ngoài thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng máy chiếu mini Trung Quốc giá rẻ, nhưng thực sự chất lượng của nó sẽ không đảm bảo. Vậy thì máy chiếu này nó sẽ có những gì khác biệt? Chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem nhé. Chiếu VVTEC WiMi Plus bao gồm các phụ kiện sau: dây nguồn, dây HDMI và remote điều khiển từ xa. Máy chiếu có cường độ sáng 500 nc lumen, độ phân giải HD lên tới Full HD, tuổi thọ bóng đèn là 30.000 giờ, sử dụng bóng đèn LED. Cổng kết nối bao gồm một cổng HDMI, một cổng video kết hợp với jack âm thanh 3.5, hai cổng USB tiếp A, một cổng đọc thẻ nhớ và một cổng nguồn. Ngoài ra, máy chiếu này có tích hợp pin lưu điện bên trong, có thể sử dụng từ 2 tới 4 tiếng. Bên cạnh hai bên hông máy là loa, các bạn có thể nghe loa phát ra từ đây. Máy chiếu được chạy trên hệ điều hành Android. Chúng ta có thể chuyển đổi giữa hệ điều hành Android có tích hợp sẵn trong máy. Sau đây, chúng ta sẽ vào phần menu để xem máy chiếu có những tính năng gì trong menu nhé. Ở phần ngôn ngữ, chúng ta có thể chọn ngôn ngữ tiếng Anh để dễ sử dụng. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy điều khiển máy chiếu ở bốn mặt, trên, dưới, trái, phải và có thể treo. Chức năng chỉnh keystone của máy chiếu, chúng ta có thể điều chỉnh bằng tay một góc tầm khoảng 30. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng chế độ auto, có thể tự điều chỉnh vuông hình ở bất kỳ mặt phẳng nào. Sau đây, chúng ta đến với tính năng trình chiếu, đặc biệt nhất là tính năng trình chiếu không dây của máy chiếu WiMi Plus bằng chức năng AirPlay. Vậy là chúng ta đã trải nghiệm xong một số tính năng cơ bản của máy chiếu mini VVTEC WiMi Plus mang lại. Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này và được trải nghiệm nhiều hơn, các bạn có thể liên hệ với số điện thoại của mình ở dưới đây hoặc subscribe trang YouTube của mình để xem những sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.